Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô cô độ bé bự đây. Bây giờ là 12 giờ 10 phút ngày 10 ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với bách yêu phổ tập 4, miêu quỷ phần 1. Thế là chỉ còn có hai chương nữa là bách yêu phổ tập 4 đã kết thúc rồi đó các bạn Và chúng ta phải đợi rất là lâu, đợi là bách yêu phổ tập 5 ra Sau đó thì dịch à, dịch xong rồi mới có thể chia sẻ với các bạn cho nên so với đi ăn đào ta càng muốn đi giáo huấn cái còn quái thú ngốc ngách kia hơn tâm trạng tốt thực sự có thể lan tỏa mặc dù cái người đang vui vẻ như vậy không phải là nàng nàng vẫn sẽ vui vẻ đi theo mỗi cái thần thái của đối phương ngay cả cái cơ thể cũng trở nên rất nhẹ nhàng không cần bất cứ sự chống đỡ nào cũng có thể nhẹ nhàng trèo lên bất cứ một độ cao nào lần trước trong quá khứ của hoàng phủ cần nàng chỉ là một người ngoài cuộc mà trong thế giới của cái con cá này thì nàng tuy chỉ là một người tham gia nhưng lại thụ động cảm nhận từng nỗi buồn của nó hai sợi tóc không chỉ liên kết hai trái tim mà còn làm cho chúng trồng chéo một cách chặt chẽ. Từ cái buổi trạng vạng đồ hạ kia, đào yêu vẫn luôn ở bên cạnh nó, giống như một cái bóng không dễ bị phát hiện. Nàng thậm chí còn biết cách quả phượng vĩ nó có mùi vị như thế nào, vừa ngọt lại vừa chua chua, lại có mùi thơm thoang thoảng cùng với đó lệnh thử vọng khi còn trẻ co dáng vẻ rất đẹp cao gầy anh tuấn ừ, có lẽ còn đẹp trai tuấn tú hơn cả ti cuồng lan một chút đi khi hắn cầm cái quả phượng vĩ ở trong tay một tay kéo ngư hoàn đi đến trại thanh nhai đào yêu đương nhiên cảm thấy cài còn cá này nhất định là không thể trở về phần sợ hãi và rung động đầy mong chờ kia từ lúc nàng còn chưa nói ra từ được kìa với hắn thì đã quyết định trước tương lai của mình của nàng dối mấy ngày sau ngư hoàn thực sự đã đi với hắn nàng không từ biệt bất cứ người nào ở trong trại thanh nhai cũng không thu dọn hành lý mà nàng vốn cũng không có gì để thu dọn cả nàng chỉ cầm theo một cuốn cầm phổ tự viết lèn lén đặt ở trên bệ cửa sổ của tiểu cô nương chuyện đầu thai không có sự lựa chọn tuy rằng cha ruột của cô bé là một tên thủ lĩnh sơn tặc nhưng hắn dường như cũng không muốn để cho con gái mình kế thừa cái y bát của y vẫn luôn luôn ẩm thầm, làm hết thảy mọi việc trong khả năng có thể để đẩy nữ nhi ra khỏi cuộc sống mà hắn quen thuộc. Ví dụ như hắn muốn nàng đọc sách, học cầm kỳ thư họa, học cả quyền cước. Và lại nàng đã từng nghe đại đường già nói chờ con gái tuổi qua tuổi 12 thì sẽ đưa nàng xuống núi để cho nàng lớn lên ở bên ngoài trại thanh nhai đây là một trong những nguyên nhân khiến nàng tuy rằng bị bắt vào trong hang ổ của sơn tặc nhưng lại không có ác cảm đối với đại đương gia hắn rất yêu thương con gái của mình nguyên nhân thứ hai là đại khái là bọn họ không giống như mấy cái tên liều mạng thực sự bọn họ không lấy tính mạng của người khác cũng không tra tấn người khác để làm niềm vui từng có một lần bọn họ bị phục kích ở bên ngoài với đối thủ một thủ hạ trong bọn họ bị thương bọn họ một đối thủ trong bọn họ bị thương và những người ở thành nhài đã cõng hắn trở về không để hắn một mình chờ chết đại đương gia thủ lĩnh của bọn họ không có thói quen từ bỏ không từ bỏ làm một người cha tận tụy không từ bỏ huynh đệ bị thương không từ bỏ điểm mấu chốt của một con người cho nên khi lệnh thử vọng nói với nàng về thân phận thực sự của mình và mục đích chân chính đi tới trại thanh nhai thì ý nghĩ đầu tiên của nàng là không thể để cho hắn làm như vậy trại thanh nhai có thể sống sót được hơn phần nửa là nhờ vào ngọn núi kia được thiên nhiên che chở rừng rậm rập rạp khó phân biệt được phương hướng Thời tiết biến động thất thường, đường núi khó đi hệt như thể là mê cung. Các loại cơ quan bẫy dập do bọn họ đặt ra, không có một tấm bản đồ tinh vi nào có thể để tìm được đến trại Thanh Nhai được. Việc dùng một lưới để bắt hết bọn họ gần như là một loại nhiệm vụ bất khả thi. Lệnh thư vọng dùng mấy tháng vẽ ra một tấm để đủ để tiêu diệt toàn bộ trại thanh nhai tỉ mỉ đến mức mỗi một cơ quan sẽ phá giải như thế nào một khi cái bản vẽ này rơi vào trong tay quản phủ thì nàng không dám tưởng tượng tới cảnh đó nàng hơi lo lắng rồi hỏi hắn thực sự muốn giao nộp cái này sao hắn nói vốn là hắn luôn luôn không chùn bước trước việc nghĩa dù sao thì trong nhận thức trước kia của hắn sơn tặc thổ phỉ làm nhiều việc ác là tai họa của nhân gian trừ đi cũng tốt nhưng khi hắn thật sự sống ở trong trại thanh nhai thì hắn lại có một sự dao động nguyên nhân cũng giống như cái nhìn của nàng đám sơn tặc này không phải là phường ác bá không thể tha thứ như ở trong truyền thuyết bọn họ có cướp bóc không sai điều đó là sự thật nhưng mà thỉnh thoảng lại vụng trộm đưa chút cơm cho nhà nghèo Còn cứu đứa nhỏ sắp chết đuối ở dưới sông Nghĩ đến những điều này thì hắn cũng hơi do dự đấy Một khi mà đã rào bản vẽ này ra Thì bọn họ át hẳn là không thể sống được Nàng nhìn bóng lưng đứng đối diện cửa sổ của hắn Rõ ràng có một bụng những lời muốn nói Nhưng chỉ nói được mỗi câu này hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói tiếp bọn họ quả thật không tính là phường ác đồ nhưng những chuyện như bắt cóc cướp của trước kia cũng thật sự đã làm ra có treo tên ở trong quan phủ thì điều đó cũng không phải là giả nàng thấy hơi hối tiếc nhưng mà những gì hắn nói thì đúng là không sai thế nhưng nàng sống ở trại thanh nhai đã hơn một năm đó là nơi mà nàng đã ở lại tại nhân giới lâu nhất trong mấy chục năm nay người trong trại lại đối xử không tệ với nàng thậm chí có thể nói là đối xử với nàng rất tốt đại đương ra mặc dù thưởng phạt nàng chép đủ các loại kinh nhưng mỗi lần đi ra ngoài cũng không quên mua cho nàng những thứ xinh đẹp và thú vị tiểu cô nương càng coi nàng như là tỷ tỷ ruột thịt mỗi lần dạy đàn cô bé luôn lấy ra những thứ tốt nhất mà mình không nỡ ăn để chia sẻ cho nàng quan trọng nhất là bọn họ không biết từ lúc nào đã dỡ bỏ cảnh giác với nàng và cái gã thợ rèn dán danh hiệu người của mình lên người của bọn họ có lẽ những thứ này ở trong mắt người khác không đáng nhắc tới mặc dù nàng cũng chưa từng nhiệt tình đáp lại những cái sự yêu thương và tín nhiệm rất bình thường này nhưng không có đáp lại không có nghĩa là không có hồi ức nàng thậm chí đã từng nghĩ nếu ở lại trại thanh nhai mãi như thế này cho đến khi bọn họ lần lượt rời khỏi mình rồi nói sao cũng được nàng cảm thấy mình không nỡ nhưng không nói lời tạm biệt mà rời đi như thế này Mấy đêm nay nàng đều mơ thấy mình còn chạy sau mông của Phúc Lộc và Song Toàn mà hét to quả phượng vĩ yêu thích nhất giống như mưa đánh vào người nàng. Những giấc mơ kia không quan trọng mà quan trọng là cái phản ứng của hắn. Hắn xoay người, mỉm cười sờ sờ đầu nàng, kêu cho nàng yên tâm. Chuyện này hắn biết phải làm như thế nào. Vì vậy nàng cũng không hỏi nhiều nữa. Ba ngày sau, vừa mới sáng sớm, thì hắn đã cầm bản đồ đi báo quan phụ. Trong một khách điếm ở trong thành, nàng thấp thỏm ngồi trước cửa sổ chờ hắn trở về. Đợi đến khi hoàng hôn buồn xuống, hắn mới trở về. Trong tay còn cầm xiêm y mới mua cho nàng. Còn có một chiếc tròng trống, sặc sỡ đầy màu sắc. Khi nàng nhìn xuống cửa sổ thì thấy hắn mỉm cười vẫy tay với mình. Trong lòng nàng không hiểu sao, cảm thấy thật yên bình. Hắn nói cho nàng biết, ba ngày trước hắn đã tranh thủ thời gian trở về trại Thanh Nhai một chuyến, gọi Phúc Lộc ra mang quà về. Có một cái túi vải buộc lên trên người nó, bên trong lại đặt một cái bản đồ địa hình của trại Thanh Nhai, còn viết thêm hai câu trò đại đương gia bản đồ đã có ba ngày sau sẽ đưa cho quan phủ ông không phải là kẻ ác thế nhưng lại là phường trộm cắp xin hãy bảo trọng sau đó hắn trốn ở xa xa nhìn thấy ở trong trại có người phát hiện có đồ gắn ở trên lưng phúc lộc nên họ vội vàng chạy đi để tìm đương ra hắn cười nói vẫn là phúc lộc thông minh vừa nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn đã chạy ra cài tên ngốc song toàn kia thế mà nó lại chả có cái động tĩnh gì hắn còn tò mò đại đương ra thấy món quà này sẽ có phản ứng thế nào gương mặt kia có tức đến mức thành cái quả cà tím luôn không nàng tin hắn bởi vì hắn luôn là một người nói được làm được nhưng vẫn thấy rất lo lắng. Mặc dù bọn họ nhìn thấy bản đồ kia như thế, nhưng với tính cách của đại đương gia thì lỡ như hắn nổi giận muốn đối kháng đến cùng với quan phủ thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như bọn họ đối kháng không lại thì phải làm sao? Nàng thậm chí còn nảy ra một cái ý định lập tức chạy tới trại Thanh Nhai để xem thử. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt xuống so với rất nhiều người ngay cả cái cơ hội lựa chọn cũng không có thì bọn họ vẫn tính là may mắn rồi đấy chỉ cần chịu lựa chọn để cho mình sống sót thì sẽ có thể sống sót nếu thật sự muốn chọn một con đường khác thì ắt đó cũng là cái tương lai mà bọn họ tự chọn lựa cho dù kết quả có tồi tệ nhất thì ít nhất cũng không có gì để tiếc nuối hắn cũng hiểu tâm sự của nàng vào giờ phút này cầm lấy tay của nàng nói hắn làm như vậy không phải vì đánh cược với người khác cũng không phải muốn chứng minh bản thân là thiếu niên anh dũng gì cũng không phải muốn uh, toàn bộ người ở trong trại thanh nhai uh, dồn họ vào chỗ chết có lẽ chỉ có cái cách nhìn như hung mãnh này Mời có thể khiến cho một đại đương gia và cô con gái mình được sống một cách bình thường được. Nàng nhìn vào mắt hắn, vì thế nàng hy vọng họ không hiểu lầm ý định của hắn. Hắn lắc đầu cười. <cười> Thật sự có hiểu lầm thì hắn cũng hết cách, làm sơn tặc thì thế nào cũng đều là sai trái cả. Hắn cũng không thấy áy náy về việc này nàng không có lý do gì để phản bác hắn chúng ta có thể rời đi rồi hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng nàng không hiểu đi đâu cơ hắn đưa tay quẹt chóc mũi của nàng một cái đương nhiên là đến bờ hồ ăn cá lưng hoa ngon kia rồi ta phải chứng minh không lừa người chứ trong mắt nàng lộ ra sự kỳ vọng khó che giấu nhưng mà theo yêu cầu của nàng thì bọn họ vẫn ở lại trong thành hơn nửa tháng. Nghe nói quan phủ phái một đại đội nhân mã đi tiêu diệt phỉ thổ ở trong núi. Đều nói trại Thanh Nhai kia nổi tiếng là khó đối phó, lúc này cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ, nhưng không biết là ai đã đưa tin đến cho bọn họ mà chờ đến khi quan phủ giết đến thì ở trong trại Thanh Nhai ngay cả con chó cũng không còn lấy một con Chỉ còn lại một cái trại lớn như vậy Lại trống rỗng không còn cái gì Cuối cùng nàng cũng yên lòng Khi mùa xuân dẫm lên chiếc đuôi của mùa hạ Hắn và nàng rời khỏi nơi khiến nàng không nỡ rời đi Không biết cá ở trong hồ kia có thực sự ngon như vậy không? Dù nàng là ngạ ngư cũng không sao vì ngạn ngư cũng ăn cá nàng chưa bao giờ kén ăn cả với lại thực ra đi đến hồ cá nào cũng không quan trọng vì có hắn ở bên cho nên <laughs> ở đâu cũng giống nhau cả thôi nàng bỗng nhiên ý thức được trong sinh mệnh của mình lại xuất hiện thứ màu sắc chưa từng có. Không phải là màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, xám gì, mà là màu của sự sáng sủa, màu của sự vui vẻ, rực rỡ, mà là khả năng cắt sạch hoàn toàn bóng tối, luôn đi theo nàng như bóng với hình kia. Hồ nước này thật sự đẹp như lời của hắn mô tả, thậm chí còn đẹp hơn. Cảnh sắc bốn mùa rơi xuống hồ nước giống như thế giới lần lượt trải qua cả một năm. Trong một ngôi nhà gỗ ở bên bờ hồ, họ vừa sống, đã sống ba năm. Hắn quả thực không nói dối, dù là cảnh sắc nơi này hay là cá lưng hoa sống ở trong hồ, đều là những thứ tốt nhất ở trên đời này. Ít nhất, đó là những thứ tốt nhất trong sinh mệnh của nàng kể từ đó cho đến nay. Hắn câu cá rất giỏi nhá Mà nấu canh cá cũng vậy Nàng muốn giúp đỡ Hắn cũng không cần Nói cái loại cá này ngon nhất Nhưng mà gai thì nhiều Lại phình to Cái lúc xử lý Phải thật cẩn thận Từ khi câu cá đến lúc Một chén canh cá ngon được bưng lên Thì nàng chỉ cần Ngồi một chỗ Và phụ trách ăn Hắn câu cá rất giỏi mà nấu canh cá cũng vậy Nàng muốn giúp đỡ Nhưng mà hắn thì lại không cần Hắn nói cái loại cá này ngon nhất Nhưng mà cái xương của nó lại phình to Cái lúc xử lý thì phải thật cẩn thận Từ khi câu cá Đến lúc một chén canh cá ngon được bưng lên Thì nàng chỉ phụ trách ngồi một chỗ mà ăn thôi xương trong thịt cá Thì đều đã được gỡ sạch sẽ Nàng cứ yên tâm mà ăn là được không riêng gì câu cá mà những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày hắn đều chủ động giải quyết chỉ để nàng làm những việc nhà đơn giản nàng vui mừng nhìn cái dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn cho dù chỉ là sửa một cánh cửa hắn còn làm một chiếc xích đu cho nàng ở bãi đất trống phía sau nhà lúc thời tiết đẹp nàng sẽ ngồi ở đó mỗi lần đu lên trên cao đều có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng từ tóc đến quần áo đến trái tim đều vui vẻ như bay lên vậy nàng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể cười vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy nàng ngồi ở trên xích đu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn gương mặt tươi cười của hắn ở ngay phía sau đứng ở chỗ lúc xa lúc gần bảo vệ sự an toàn cho nàng nàng cảm thấy cho dù sau một khắc nữa nàng có thể ngã từ chỗ cao nhất xuống thì hắn cũng có thể kịp thời bắt được nàng sẽ không thể để cho nàng xảy ra cài chuyện vỡ đầu hay chảy máu gì mặc dù cuộc sống như vậy nàng rất thích nhưng nàng cũng không muốn sống phế vật như vậy mùa đông khi mặt hồ đóng băng hắn thường không câu được cá mà nàng lại dám không một chút dò dự tung người xuống nước dễ dàng bắt được cá lưng hoa đang trốn dưới nước dù hắn có ngăn cản như thế nào thì nàng cũng chỉ vẫy nước vẩy nước lên trên đầu rồi nhét cá cho hắn nói nàng không sợ lạnh thậm chí đã bơi thêm vài vòng ở trong hồ mùa hè thỉnh thoảng nàng cũng nấu ăn cho hắn từ những ngọn núi gần đó hái mấy thứ thực vật đầy màu sắc và bắt những con sâu kỳ lạ sau đó hào hứng bừng bừng xào cho hắn một vài món ăn rồi nấu thêm một nồi canh mà hắn thế mà cũng dám ăn nhá, còn khen, cai hương vị vừa ngon lại vừa độc đáo, mặc dù sau đó tiêu chảy liên tục 3 ngày liền. Đối với những chuyện như vậy, nàng rất xin lỗi, nói. Nàng không biết, hắn không thể ăn những thứ này. Dù sao thì trước kia, khi nàng ở một mình trong núi, nàng đều ăn như vậy. Nếu gặp phải vùng đất hoang vu, đến sâu hay là quá dại cũng không có Cũng chỉ có thể nhai lá cây Có một vài lần vất vả lắm Mời bắt được một con mập mạp Thì lại bị một con hổ ly cướp mất Thế là phải đói nguyên bụng một đói bụng nguyên một ngày Lúc nàng nói những lời này đều rất thản nhiên Không có một chút oán giận Hắn nghe xong trong lòng lại thấy khổ sở ôm nàng vào lòng nói sau này đều sẽ uống canh cá ta sẽ nấu cho nàng hắn rất ít khi hỏi về quá khứ của nàng dường như luôn cố ý xem nhẹ cái sự thật nàng là một con yêu quái nàng chính là nàng một cô nương mà hắn ngẫu nhiên gặp được rồi coi như chân bảo đã từng có không ít những cô nương ái mộ hắn thậm chí những mối đến cầu hôn hắn mấy năm trước suýt nữa thì đạp gãy cả bậc cửa nhà hắn ấy. nhưng mà mỗi một cô nương xuất hiện trước mặt hắn vẻn vẹn chỉ là một cô nương luôn nho nhã lễ độ với các nàng thế nhưng lại không hề động lòng hắn hắn chưa từng nghĩ tới phải là một người như thế nào Mời có thể động lòng của hắn chỉ cảm thấy nếu là người đó thì hắn chỉ cần liếc mất một cái là có thể nhận ra ngay. Đây chính là định nghĩa của một người trẻ đối với tình yêu. Đơn giản đến mức không có lý do cụ thể gì cả. Chỉ chẳng qua là rào hết thảy cho trái tim, cỏ tự do, thuần thỉnh khiết kia mà thôi. Chẳng qua là bạn họ đều chưa từng ý thức được thời gian rồi sẽ trôi qua. Thanh xuân cũng sẽ trôi qua. Những năm tháng sống ở bên hồ, mỗi lần hắn trở về trấn thiết kính, cha mẹ hắn tuy không phản đối việc hắn quanh năm đi du lịch ở bên ngoài, thế nhưng nhưng mà dù sao thì cũng phải trở về thăm nhà. Mỗi lần trở về, ngắn thì 10 ngày, dài thì một tháng. Nhưng mà hắn luôn tính toán chính xác thời gian, rồi sẽ nói với nàng đi rồi mới đi. Có một năm mùa thu, hắn còn dẫn nàng trở về trấn thiết kính, nói với nàng rằng, nhà mình ở đó, nhưng mà bây giờ thì tạm thời vẫn chưa đến lúc để đưa nàng về nhà. Đợi hắn sắp xếp thỏa đáng đã, rồi sau đó là quang minh chính đại đưa nàng trở về. Nàng nhìn cái ngôi nhà xa lạ từ xa, cảm thấy rất kỳ quặc hỏi, thế tại sao lại phải đưa nàng trở về lần này đến lượt hắn ngạc nhiên ủa lẽ nào nàng không muốn quay về với hắn hay sao nàng chớp chớp mắt ủa đó là nhà của hắn mà hắn giở khóc giở cười. cười theo thói quen quẹt quẹt cái chóc mũi của nàng vậy sau này cũng là nhà của nàng nàng không hiểu hắn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu hỏi "thế ta cưới nàng có được không?" Trên bờ sông mùa thu, một cơn gió lạnh từ từ thổi qua, một con chim lướt qua mặt nước gợn sóng, một vài chiếc lá từ ngọn cây rơi xuống, để lại dấu vết tuyệt vời như khiêu vũ ở giữa không trung. Nàng nhìn đôi mắt mình, đã nhìn vô số lần trong đêm tối, xác định rằng nó vẫn thành khẩn như trước. Ta đồng ý! Hắn sửng sốt, mỉm cười, kéo tay nàng lên. <laughs> Cũng không ngại ngùng một chút à Nàng ngửa đầu, nhìn gương mặt tươi cười của hắn. lạnh thư vọng, ta rất vui. Những lời này chính là toàn bộ tâm trạng của nàng lúc này nàng muốn nói ra nói ra không sai một chữ hắn ôm lấy nàng trong vòng tay dùng hết sức của hắn nàng nhịn không được hỏi thật sự là ta sao thế thế bằng không thì là ai hắn cười trong lòng ta còn có thể có người khác ư nhưng mà ta là yêu quái mặt nàng dán vào ngực hắn Ta à, ta chưa từng thấy con người nào cưới yêu quái làm vợ cả. Hơn nữa, tuổi thọ của ta không giống như tuổi thọ của huynh. Khi huynh già, ta vẫn còn trẻ, khi huynh chết đi thì ta vẫn còn sống. Hắn nghe nàng cằn nhằn thì bật cười. cười. Cho nên bây giờ nàng đã ghét bỏ ta rồi sao? Không, không phải như thế. Nàng đứng thẳng người khẽ vuốt ve gương mặt của hắn nghiêm túc nói cũng không sao ta có cách làm cho mình nhìn cũng già như huynh bằng cách này sau này chúng ta có thể đi với nhau ra ngoài thì người khác sẽ không nghĩ rằng ta là cháu gái của huynh <cười> hắn cười đến lồng ngực run rẩy lò xà bao nhiêu thì lại ngốc ngách bấy nhiêu thế nhưng đây không phải là dáng vẻ của một con yêu quái sau khi giàu cả tương lai của mình sao đi theo hết năm tháng đi đến khi bạc đầu già đi ta sẽ cố gắng để sống lâu một chút hắn sờ sờ đầu nàng không phải nói có kiếp sau sao kiếp sau ta sẽ vẫn tới tìm nàng dù sao thì nàng vẫn luôn ở đây mà nàng gật đầu khuôn mặt của mình chôn sâu hơn ở trong vòng tay của hắn. Anh nói mùa thu thì chỉ có lạnh dần, tất cả mọi thứ đều có kết quả, không phải tất cả ở trong mùa này ư? Ừ, số phận Bách yêu phổ tập 4 Miêu quỷ phần 2 ngày hôm sau họ trở lại bên hồ hắn nói đợi đến khi hắn sắp xếp cho nàng một thân phận thích hợp có nhà có cha mẹ có lai lịch để cho cha mẹ của hắn yên tâm thì hết thầy đã ngước chảy thành sông lệnh ra ở trấn thiết kính sẽ là nơi trở về hạnh phúc của nàng nàng nói vâng không vội Hắn nói, nhưng mà ta vội. Thời gian trước mắt đã trôi qua hai năm, nàng cũng không hỏi hắn đã sắp xếp như thế nào rồi. Nàng biết hắn là một người làm việc ổn thỏa, việc nên làm ở trong lòng thì mãi mãi có thể biết rất rõ. Nhưng mà bắt đầu từ khoảng một năm trước, thời gian hắn ở lại bên hồ càng ngày càng ngắn, mỗi lần trở về cũng rất mệt mỏi. Nhiều đêm khuya, nàng nhìn thấy hắn ngồi một mình ở trong sân, tâm sự nặng nề, là Nà... tâm trạng nhìn hồ nước trong suốt ở bên ngoài, thỉnh thoảng hắn còn thở dài một hơi. <laughs> Suy đi nghĩ lại một hồi, nàng cuối cùng cũng vẫn hỏi hắn, lúc hắn nói muốn rời đi một thời gian nữa, à, chỉ là việc làm ăn có hơi bận rộn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Ta không sao, ta có thể ứng phó. Nàng vẫn nhìn vào mắt hắn. Không cười, cũng không giận, cũng không chịu rời tầm mắt đi. Hắn bất đắc dĩ. Mỗi lần đối mặt với cái biểu cảm đó của nàng, hắn không thể không nói thật. Việc làm ăn ở trong nhà xảy ra một chút vấn đề Phụ thân ta không có thể ứng phó, cho nên mấy ngày nay ta phải ở nhà nhiều hơn. Nàng biết ta là con trai duy nhất. Ngoại trừ ta ra thì họ không còn ai để dựa vào nữa, làm cho danh vọng của Lệnh gia không thể suy sụp. Thân là nhi tử của Lệnh gia, ta muốn dốc toàn lực để vượt qua cái cửa ải này. Nàng hãy yên tâm, ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để giải quyết đâu. Nàng khẽ thở dài, rồi ôm lấy hắn nói: "Nếu có chuyện gì cần đến ta thì huynh hãy nói cho ta biết." Hắn cười nói: "Nàng cứ ở yên ở đây, ít nấu canh sâu lại thì coi như là tốt cho ta rồi." Nàng đấm hắn: "Ta đã không nấu từ năm ngoái rồi." Đêm nay bọn họ ngồi bên hồ Nàng dựa vào người hắn, nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc yêu thích, về nhìn về phía hồ nước. Giọng nói của nàng rơi vào ánh sao ở trên hồ, đủ để bao trọn lấy hết tất cả những nỗi bất an. Trước đây nghe giọng hát của nàng, hắn luôn say sưa nhắm mắt lại. Nhưng đêm nay, hắn từ đầu đến cuối vẫn mở to hai mắt, ánh mắt thâm trầm lướt qua cả hồ nước không biết rơi xuống nơi nào mà không nhìn thấy chút ánh sáng nào lại vài tháng trôi qua nàng chờ đợi hắn đã thành một thói quen xích đu ở phía sau nhà đã đến lúc nên phải thay dây thừng rồi nhìn sợi dây thừng cũ đến mức chỉ còn lại vài cái sợi mỏng manh e là ngồi không được mấy lần nữa sẽ đứt mất còn cái cánh cửa kia lại hỏng rồi, lúc nào cũng kêu lạch cạch, đóng thế nào cũng không thể đóng lại được. Nàng muốn tự mình sửa nhưng lại cảm thấy nếu làm như vậy, nói không chừng thì hắn sẽ về trễ hơn, cho nên thôi, cứ để chúng như vậy rồi chờ hắn ở cái ngôi nhà bên hồ này. Dường như không phải một mình nàng cô đơn chờ đợi nữa cho đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, hắn cuối cùng cũng trở lại. Ngươi hình như là gầy đi, làm cho nàng nhớ lại những con chim thú còn thú sau khi trải qua một hồi kịch đấu, rõ ràng là thua. Thế nhưng mà trời thì sinh ra cái tính tình mạnh mẽ, vừa suy yếu vừa mạnh mẽ lấy tinh thần để chứng minh với người khác rằng mình rất tốt. Hắn vẫn như thói quen mỉm cười với nàng, như thói quen sờ đầu nàng. Chỉ là hắn ít nói hơn trước rất nhiều, trong lúc lờ đãng lại thở dài nhiều hơn không ít. Chính tay nàng nghe thấy, khi hắn nấu cành cá, hắn lầm bẩm một câu, làm sao bây giờ? Điều này thật sự không giống như lời hắn nên nói. Hắn là một người tự tin, chủ đáo như thế. Hắn rõ ràng có được năng lực và sự quyết đoán, đủ có thể để giải quyết hết tất thảy mọi vấn đề nàn giải. Nàng đứng ở bên ngoài bệ nhà bếp, không nói tiếng nào, cũng không đi vào, hỏi hắn bất cứ điều gì. Khi món canh cá quen thuộc vừa được phục vụ đặt lên trên bàn, nàng vẫn giống như trước đây, cầm muỗng lên, múc cho hắn anh một bát, cho mình một bát. Nàng uống đi, hôm nay ta không có, ta không muốn ăn. Hắn mỉm cười, rồi cái đáy bát của mình đến trước mặt nàng, Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn hết hai chén canh. <laughs> Kỳ, tại sao không có hương vị gì? Ăn đã năm năm. <laughs> ăn đã chán rồi sao? Nàng lau miệng, nhìn vào mắt hắn, muốn tìm một câu trả lời từ bên trong. Hắn tránh né cái ánh mắt nhìn ấy của nàng. Trong lòng nàng dường như có thứ gì đó rơi xuống, hơi hoàng mang một chút, sau một thời gian dài im lặng, nàng mỉm cười. <cười> Công việc làm ăn đã khá hơn chưa? Hắn chần chừ hít sâu một hơi nói. <laughs> xin lỗi. Ơ, à, tại sao phải xin lỗi? Nụ cười của nàng có hơi cứng ngắc, sự sợ hãi làm nàng cho rằng đã không còn xuất hiện chợt chậm rãi tràn lên từ đáy lòng một lần nữa. Hắn cúi đầu lại buộc mình ngẩng lên không thể ngay cả nhìn nàng cũng không dám được tháng sau ta sẽ thành thân môi nàng mím chặt thành sợi chỉ không nói lời nào chỉ múc cho mình một bát canh cá chậm rãi ăn không lâu trước đó ta mới biết được ta vốn có hôn ước hắn chậm rãi nói không có nói cho nàng biết là bởi vì ta cảm thấy ta vẫn có thể từ chối ta thậm chí đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào với cha mẹ ta giải thích như thế nào với đối phương nàng đặt bát xuống tầm mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào nửa bát canh cá còn lại nhẹ nhàng hỏi nàng ấy có thể giúp huynh sao hắn xoa chán nói không phải giúp ta là có thể giúp phụ thân ta nhà ta không những là công việc làm ăn xảy ra vấn đề mà phụ thân ta còn phải đụng phải một nhân vật phiền toái mà nhà của nàng ấy thì lại vừa vặn có thể giải quyết hết thảy những việc này hơn nữa chân của nàng ấy đi đứng lại không tiện mẫu thân nói là lúc hai chúng ta còn nhỏ ta kéo tay nàng ấy leo lên cây thì bị ngã xuống. <laughs> Rất buồn cười là ta không nhớ chút nào. Hắn cười khổ. <cười> dạ, hiểu dối. Nàng cười. cười. Cho nên Huynh vẫn chọn nàng ấy. Sau đó nàng ăn hết canh cá, rồi lau miệng và rời đi. Hắn nắm lấy tay nàng. Sự mâu thuẫn và hỗn loạn xuất hiện trên gương mặt không phải như nàng nghĩ đâu chỉ là ta không thể nhìn phụ thân nhìn lệnh ra lầm vào hoàn cảnh không như thế trái tim của ta bây giờ còn đau đớn hơn cả dao cắt ồ nàng gật gật đầu dùng sức kéo tay hắn xuống <laughs> dây thừng của xích đô sắp đứt rồi cửa phòng cũng không đóng được ta muốn sửa nhưng lại cảm thấy ta sửa không tốt. Thôi, bỏ đi, cứ như vậy thôi. Nàng mỉm cười với hắn, rồi đi vòng qua hắn, ra khỏi cửa. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong phòng còn tràn ngập mùi thơm của cành cá, cùng với hơi thở quen thuộc giữa tóc nàng. Hắn cảm thấy trên mặt mình ăn phải mấy cái tát thật mạnh, thậm chí bị đâm một đao, cũng được Nhưng không phải là cái dáng vẻ như bây giờ Không có gì xảy ra Lại giống như chưa từng xảy ra một chuyện gì Hết thảy đều đã dừng lại rồi Hắn là cái thứ gì vậy? Một câu nói trước kia nói với nàng Tất cả lời hứa nói ra Đều trở nên đê đế tiện đến mức Ngay cả cặn bã ở trong cái chén cũng không bằng Người ở bên ngoài và trong mắt hắn trước nay đều là lệnh thử vọng rất ưu tú <laughs> Thì ra người chẳng qua cũng chỉ là cái đổ cặn bã như thế Tất cả mọi thứ một lần nữa lại rơi vào trong lối mòn Hắn sừng sốt hồi lâu Đột nhiên phục hồi tinh thần Đuổi theo giả cửa Thế nhưng trong gió tuyết bay Chỉ có một hồ nước đóng băng kia làm sao còn thấy được bóng dáng của nàng sự xuất hiện và biến mất của nàng giống như một sự bất ngờ mà hắn không thể nào biết trước được hắn quỳ gối ở bên hồ ngơ ngác nhìn về phía trước không gọi tên nàng cũng không đập ngực mắng mình chỉ là yên lặng giống như một cỗ thi thể vẫn đang còn hô hấp mặc cho bông tuyết càng lúc càng chất đống ở trên người mình. Giống như muốn vội vàng, muốn che giấu một thứ gì đó, hoặc giống như đã bị đồng chết. Năm năm, năm năm vẫn không đáng là gì. Nàng ngồi trên xích đu, nhìn theo cái thân thể cứng ngắc của hắn, từng bước, từng bước rời khỏi thế giới của nàng. Dây xích đu đã mỏng như tơ, nếu như trọng lượng của nàng nhiều hơn một chút nữa Thì nàng sẽ, cái dây sẽ chật vật mà bị đứt đi Nàng hiện ra thân hình Cái đuôi màu lam ở trong tuyết Nhìn vô cùng xinh đẹp Đào yêu không nhịn được mà muốn nhắc nhở nàng đi xuống Bằng không thì cái dáng vẻ kia rơi xuống Sẽ cực kỳ xấu Thế nhưng nàng còn chưa mở miệng thì bầu trời đêm đã không còn tuyết cũng không còn toàn bộ nhà gỗ hồ nước đều biến mất nàng cảm thấy mình giống như bước vào một trong một vùng hư vô cái thứ bên tay nghe được cũng chỉ là một ít những âm thanh vỡ vụ trong mây mù lượn lờ một vùng biển cây rộng lớn vừa mới lộ ra đỉnh Thỉnh thoảng lại có một tên đuôi cá thân người nhảy ra từ giữa những cành lá rậm rạp đảo mắt lại biến mất dưới biển cây đó là ngôi nhà đầu tiên của nàng biển cây ở trong mây sinh ngạn ngư nhưng ký ức của nàng về nơi này không được sâu sắc lắm bởi vì thói quen của ngạn ngư là chỉ chọn những đứa trẻ mạnh nhất để nuôi lớn nàng không nhớ rõ khuôn mặt của phụ mẫu mình chỉ nhớ giọng hát dịu dàng của mẫu thân và một ngày nào đó nàng trong một tiếng khóc mơ hồ từ đỉnh của biển cây rời xuống một vùng hoang dã không rõ là nơi nào nàng cũng có một muội muội thế nhưng <laughs> người bị bỏ rơi lại là nàng ngày hôm đó nàng thức dậy trong cơn đau đớn Hóa ra là mình lại rơi vào một vùng rừng rậm đầy gai. Nơi này ngoại trừ gai nhọn đầm cắt đầu vuốt cho khiến cho cái thân thể mục mai của nàng ứa máu thì còn có thứ gì đó ẩn núp ở trong bóng đêm. Các thứ không có ý nghĩa tốt nhìn trộm và gầm gừ đối với nàng. Lúc đó nàng còn nhỏ lắm, không hiểu biết đầy đủ về những thứ nguy hiểm và ác ý nàng chỉ cảm thấy sợ hãi từ bản năng nàng không quan tâm đến việc khóc lóc chỉ cố gắng di chuyển cơ thể của mình muốn tìm một nơi ít đau đớn hơn nhưng mà mỗi một lần nàng động đậy một chút thì ở trên người lại xuất hiện thêm mấy vết thương đau đến mức nàng phải hít sâu nàng không dám thử lại nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu Nàng thử suy nghĩ rằng hết thảy mọi thứ có thể làm cho mình thoải mái. Cuối cùng lại nghĩ đến khúc nhạc mẫu thân từng ngâm nga. Trong hồi ức của cũng được sắp xếp lại một hồi lâu. Cuối cùng nàng cũng hát được bài hát đó. Có lẽ là ảo giác. Lúc nàng cảm thấy như hình như không còn quá đau đớn nữa. Thế nhưng, có một con cự mãng, tham ăn nó là một con rắn rất lớn có thể đã sắp thành tinh rồi trên trán nó còn mọc một chiếc sừng nho nhỏ và đôi mắt đỏ như máu nhìn nó khôn khéo xảo quyệt hơn mấy con mãng xà bình thường rất nhiều nó đang lặng lẽ tới gần nàng trong bóng tối không nhất định là đói bụng mới ăn yêu quái mà một số yêu quái nóng lòng muốn được tăng tu vi một cái con ngạn ngư non thì mặc dù không thể tăng được quá nhiều tu vi nhưng mà có thì vẫn hơn không mà trong lúc nàng thấy mình sắp phải chết cũng không thể nghi ngờ thì có một con vượn già nò chợt cướp nàng ra khỏi miệng của con mãng xà tiếng gió ào ào lướt qua nàng bị con vượn già túm lấy tay dùng tư thế và tốc độ rất nhanh để túm nàng đi Mãi cho đến khi vào một sơn động bí mật thì lão vượn già mới buông nàng ra. Trong sơn động sáng ngời và khô giáo, mỗi một góc đều bày ra những hạt châu sáng như trăng tròn, tỏa ra ánh sáng ôn hòa và không chói mắt. Dây leo tỏ lớn buông xuống từ bên trên vách đá. Con vượn già nó bò lên trên một chiếc ghế rồi nó ngồi xuống từ trên cao nhìn xuống nó đánh giá nàng trong những cửa động trên vách đá cũng lộ ra một cái đầu khác nhau có hồ ly có chim bay có rắn mối có báo có các loại thực vật kỳ quái có tay có chân đều là sơn tình yêu quái yêu quái ở trên núi nàng ngồi ở trên mặt đất rụt rè nhìn cái nơi kỳ lạ này còn vượn già chỉ chỉ lên trời. Bị ném từ nơi đó xuống hả? Nàng gật đầu. Vượn già hừ một tiếng. Vốn đã không còn lại bao nhiêu lại còn ném. Lúc ấy nàng dường như nghe không rõ lắm. Sau khi lớn lên mới biết rằng số lượng ngạn ngư quả thật rất hiếm hoi. Chúng tuy là yêu quái ôn hòa, nhưng mà lại cào ngạo, ưu tú lại mạnh mẽ Thà rằng vứt bỏ hậu duệ không đủ tư cách Cũng phải đảm bảo cho cả tộc đều hoàn mỹ Cho dù cái sự hoàn mỹ này trong mắt người khác Thực sự chả có ý nghĩa gì Dù có lựa chọn như thế nào Thì tộc ngạn ngư vẫn không thể thoát khỏi cái số mệnh yếu đuối Cài tuổi thọ ngắn ngủi Có thể sống 300 năm đã là xuất sắc lắm rồi Không đến mức vì nàng bị cho là đứa trẻ không đủ tư cách mà bị vứt bỏ không một chút lưu tình như vậy. Duyên cớ ở bên trong, nàng cũng không phải là hiểu được nhiều lắm, cũng không muốn truy cứu làm gì, chỉ mơ hồ nhớ rõ khi đó nàng ăn ít hơn muội muội, thức ăn mà cha mẹ mang về hơn phần nửa đều bị muội muội cướp đi. Chỉ có thế thôi sao mà nàng lại bị ném từ một nơi cao như vậy hay sao? cũng chẳng qua là rơi từ trên cao xuống cũng không nhất định là sẽ chết ừ, sau này cứ ở lại đây đi vượn già cứu nàng chắc nàng ở lại sờn động làm sư phụ của nàng đồng thời nàng còn có tám sư huynh và sư tỷ cũng có tên vượn già nói đệ tử của người đều đặt tên theo thứ tự trước sau đại sư huynh là báo nhất nhị sư tỷ là hồ nhị đến chỗ nàng thì là ngư cửu ngư cửu nàng cảm thấy cũng chả sao từ cái việc suýt không thể giữ được mạng chợt có một cái tên thì cho nên là trong người nàng cũng không có cái loại chức năng so đo cuộc sống trong sơn động coi như cũng ổn định các vị sư huynh sư tỷ cũng không ghét bỏ nàng lắm Tuy rằng so với bản lĩnh bay qua nóc nhà, nuốt gió cưỡi lửa của bọn họ, thì cái thứ mà nàng am hiểu <laughs> thực sự không quá xuất sắc. Vượn ra thì mặc dù luôn lạnh lùng và thờ ơ với nàng, nhưng mà những cái thứ nên dạy cũng không hề thiếu. Chỉ là tư chất của nàng quá bình thường, dạy rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể hiểu được quá nhiều làm cho lão thường xuyên tức giận đến nỗi nối cả gần xanh. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài rồi rời đi, bó lại nàng một mình xấu hổ. Trước mắt đã qua hơn 40 cái nóng của mùa hè, nàng vẫn là một con ngạn ngư, chỉ có cái giọng hát hay, sự tiến bộ duy nhất là bây giờ có thể nghiêm chỉnh hát một khúc tạm thời chữa khỏi chứng mất ngủ của các sư huynh sư tỷ. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều rất giỏi giang, thế nhưng mà sư phụ lại quá nghiêm khắc. Mỗi ngày thì phải học tập qua nhiều thứ như vậy, nên là cả cơ thể và đầu óc đều không ngừng bị tiêu hao bảo mòn. Ban đêm không ngủ yên thực sự là chuyện rất bình thường. Thực ra nàng ngủ cũng không ngon, mặc dù sống ở đây mấy chục năm nàng vẫn thường mơ thấy cái con mãng xà kia. Có nhiều lúc là nàng cứ liên tục rơi từ trên mây xuống, trong nháy mắt lại rơi xuống đất, rồi lại từng lại. Cái tim đập mạnh như trống, muốn ngủ lại cũng rất khó. Mà cái giọng hát của nàng thì lại không có tác dụng gì với mình cả. Nếu nói nàng tiến bộ ở điểm nào thì chỉ có là đã ăn được nhiều hơn từ lúc bắt đầu ăn không được đến ép mình ăn đến thích ăn nàng đại khái đã dùng hết tất cả những cái tài năng của mình vào trong những cái quá trình này sở thích lớn nhất của nàng trong những ngày này là tìm được đồ ăn ngon gì ở gần sơn động cũng thường xuyên mang về một ít thức ăn mà nàng cảm thấy uh, có thể chia sẻ với các sư huynh sư tỷ mặc dù đại đa số đều không hợp với khẩu vị của bạn họ các sư tỷ thì thường cười nàng, nói sau này nếu mà bọn họ muốn đi phần cao thấp với những người khác, có phần thi ăn thì để cho tiểu ngư cửu đi là được rồi, đảm bảo là thắng chắc. Nàng luôn ngượng ngùng cười, cười cười, sẽ không có ai thi ăn đâu. Ngay từ đầu, nàng cho rằng sư phụ của mình cũng chỉ là một đại yêu quái tương đối lợi hại, dù sao cũng có thể thu đổ đệ về sau nào mới chậm rãi nghe được từ trong những lời nói của đồng môn vượn già cũng không phải yêu quái rất lâu trước đó người đã có uh, một cái thân phận của bán tiên ở côn luân cai gọi là bán tiên tức là chỉ thiếu một bước là có thể chính thức nhập vào tiên tịch của côn luân côn luân từ trước đến nay luôn coi những kẻ kiệt xuất trong hàng yêu quái chẳng những không phân biệt đối xử rất coi trọng mà còn bằng lòng chúng cho chúng cơ hội để thăng cấp lên làm thần tiên yêu quái được chọn vào côn luân thì chỉ cần giữ được sự ưu tú xuất sắc tuân thủ quy củ của côn luân giữ chính trừ tà bảo vệ sinh linh trời đất thì không bao lâu sẽ được tham từ yêu tịch thành à, bán tiên rồi lên thành chính tiên thậm chí nhân thần tịch tóm lại theo các bức độc công đức lớn nhỏ đều có một con đường sáng sủa đàng hoàng không cần biết là yêu quái hay là vật tồn tại ở trên đời cho nên là có rất nhiều yêu quái thường coi cái việc đi vào côn luân là bước ngoặt của vận mệnh cả cuộc đời đều cố gắng vì mục tiêu này mà cái tác phong không câu nệ nhân tài của côn luân cũng giao được cho một bộ phận bán tiên ở trong côn luân thực hiện bọn họ với tư cách là sự tồn tại chỉ thiếu một bước nữa thì thành tiên chính thức. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phụ trách lựa chọn yêu tài thích hợp nhất cho Côn Luân trong nhân giới, tham gia khảo thí Côn Luân 200 năm một lần. Chỉ cần yêu quái nào thuận lợi thông qua được cái cuộc thi này thì đều có tư cách để trở thành yêu của Côn Luân. Còn phần thưởng chính là tuổi thọ kéo dài 500 năm nếu sau này có thể thuận lợi thăng cấp đến vị trí chính tiên thì chẳng những có địa vị được người khác tôn sùng còn có thọ mạng vô số vượn ra là dám khảo bán tiên vậy thì cần nhắc duy nhất thăng chức lên chính tiên chính là những con yêu quái có thể thông qua cái cuộc thi ở cồn luân do lão lựa chọn cống hiến cho cồn luân những cái tài năng hữu dụng các sư huynh nói cho nàng biết là sư phụ đã cố gắng 800 năm ở nhân giới, hiện giờ chỉ cần có thể đưa thêm một đệ tử qua cuộc thi của Côn Luân thì công đức của người sẽ được viên mãn, có thể thành chính tiên. Cho nên bọn họ không thể làm cho sư phụ mất mặt, càng không thể làm hủy cái tiền đồ của mình, nhất định phải cố gắng, nhất định phải thông qua cái cuộc thi của Côn Luân tổ chức vào thời gian sắp tới. Thì ra là sư phụ không phải yêu quái Cũng không phải vượn Mà là một bán tiên Nàng cảm thấy thật sự lợi hại Thế nhưng mà Nàng vẫn không hiểu lắm Hỏi sư huynh Thế các đệ tử của sư phụ đều phải đi thi Ở trên côn luân hay sao Ừ đương nhiên Sư huynh cười nàng hey, Chẳng lẽ sư phụ dạy chúng ta nhiều năm như vậy Chỉ là vì để cho chúng ta đi tìm Cái loại trái cây nào ngon hay sao Nàng chỉ vào chính mình nói Thế ta cũng phải đi ư ừ, Thế người không phải là đệ tử của sư phụ sao Sư tỷ cười cười gõ đầu nàng Người thật sự có số tốt đó Phải biết rằng Có không ít tiểu yêu quái căn bản sống không quá 200 tuổi Muốn đi tham gia ở cô Luân Cũng không được đâu Người tuổi trẻ Lại vừa khéo bắt kịp thời gian ở cô Luân thề còn nữa nhá Sư phụ lần nào cũng thu 9 đệ tử. Bởi vì kỳ thi ở Cô Luân có 9 đề thi, chúng ta phải mỗi người chọn một đề. Người không thể chạy thoát đâu. Hả? Thế đây là cái chuyện mà nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng vẫn cho rằng sư phụ chỉ là nhìn nàng cô độc đáng thương nên mới miễn cưỡng nhận nàng làm đủ đệ. Cho nàng một cuộc sống an ổn hơn ở trong một động. Hóa ra là muốn nàng đi thi à? nàng hỏi sư tỷ thề đề thi là cái gì vậy có dễ không sao mà dễ được đó là cô luân thí đấy là cái con đường tắt mà bao nhiêu yêu quái mơ ước tam sư huỳnh nói đừng có nói tu thành chính tiên cho dù là làm một yêu thị còn con của côn luân thôi cũng là tốt lắm rồi năm trăm năm tuổi thọ đó phàm là có thể bước vào cánh cửa của côn luân thì chỉ cần mình cố gắng không ngừng nghỉ. Mình cần mẫn tu luyện thì việc thăng thành một yêu tiên bán tiên cũng không phải là việc khó đâu. Nhìn cái dáng vẻ thần thái của sư huynh sử tỷ, nàng lại có chút khó xử. Ta, ta không biết gì cả, ta đâu có thể đến đó, rồi ăn, rồi hát được, có phải không? Trong sơn động mọi người đều cười vang. <cười> nàng không sợ thì cử gì, chỉ cảm thấy mình mà làm mất mặt sư phụ thì không tốt. Chẳng qua nếu chỉ cần có một người có thể vượt qua cửa ải thì sư phụ đã có thể trở thành chính tiên rồi. Với bản lĩnh của các sư huynh sư tỷ thì toàn bộ có vượt qua được cửa ải chứ. Nghĩ như vậy, nếu mà nàng ngay cả cái cơ hội là mất mặt sư phụ cũng không có thì lòng nàng cũng thầm kiên định. Lúc này, sư phụ từ bên ngoài trở về, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí là hung dữ kia. Vừa nhìn thấy bọn họ đùa giỡn, thì lạnh lùng nói, còn ở chơi sao? Không biết qua nửa năm nữa, chính là ngày trọng đại của các người sao? Mọi người lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Chú Pháp lần trước dạy các ngươi đã dùng quen chưa? Sư phụ chằm chằm nhìn bọn họ. Tất cả gật đầu ngoại trừ nàng. Những cái chú ngữ kia quá dài. Nàng còng lưng kéo ra đầu cũng không học thuộc hết. Dùng đến cũng lộn rộn cả lên. Ê, thật sự là rất mất mặt mà. Sư phụ nhìn nàng, theo thói quen lắc đầu lại nói với mọi người. Lúc này các người nhất định phải dốc hết toàn lực nhá. Dạ, đi dũng luyện tập dạ nàng vội vã rời đi cùng với tất cả mọi người ngư cứu sư phụ chợt gọi nàng lại sống lưng của nàng lạnh lẻ lẽo cứng ngấp xoay người e là lại không thoát khỏi một hồi dằn dậy sư phụ đi tới trước mặt nàng im lặng một lát nói có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu đừng làm khổ chính mình cũng đừng quá lười biếng. Không trách cứ, không ghét bỏ. Sư phụ trước bao giờ lại hòa nhã như giờ phút này. Thì ra, sư phụ không phải chán ghét mình như trong tưởng tượng. Nàng cảm thấy trong lòng giống như nở ra một đóa hoa Ôi mừng rủ hết sức gật đầu nói Dạ biết rồi thưa sư phụ Nửa năm tiếp theo Nàng quả thật cũng có cố gắng Chỉ là <laughs> thu hoạch rất ít dù sao cũng không có áp lực gì cử thuận theo tự nhiên vậy đi trong cái khoảng thời gian này ngoại trừ đồ ăn rất ngon sư phụ còn tìm cho bọn họ đủ các loại linh dược để tăng thể lực nàng cũng có một phần mùi vị rất ngon chỉ là trong đêm khuya yên tĩnh có những vấn đề không dám hỏi vẫn luôn lắc lư ở trong lòng nàng sau khi nàng tham gia cô luôn thí nếu như nàng bị rớt thì có phải nàng sẽ không còn sư phụ cũng không có sư huynh sư tỷ nữa hay không nếu mà có thể thì nàng sẽ sống ở đâu đây nếu mà có thể thì nàng lại muốn ở lại nhà nhưng cho đến ngày trước khi cô luân thí diễn ra thì nàng vẫn không hỏi sư phụ nói cho bọn họ biết nội dung của cô luân thí thực ra rất đơn giản trong phòng thi có 9 tấm gương Mỗi một tấm gương là một đề thi. Cái gọi là đề thi kia cũng không phải là một câu hỏi, mà là trong mỗi tấm gương đều cất giấu một thế giới khác biệt, thiên biến vạn hóa, mỗi người đều có một huyền cơ khác nhau. Mỗi một thí sinh đều phải bước vào trong gương. Sau đó, trong thời gian quy định tìm được lối ra như thế thì sẽ thắng. Thì có thể làm cô Luân Ưu thị, chỉ là đi ra như thế nào? thì phải xem bản lĩnh ngày thường mình tích góp được bao nhiêu. Thế giới trong gương trước nay đều không giống nhau. Cò yêu quái, từng thi bà lần cũng không qua được. Hy vọng bọn họ đừng để cái lão, lão thất vọng. Mọi người nghe thấy vừa kích động vừa thấp thỏm. Chỉ có nàng là bình tĩnh nhất. Nàng chắc chắn là làm không được. Ngày thường ở giữa núi rừng còn thường xuyên lạc đường. Thế làm sao mà dám trông cậy vào việc giải được một cái đề thi do các thần tiên cồn luân đặt ra hả chứ dù sao thì sư phụ bảo tham gia thì cứ tham gia đi đi cho đủ nhân số cũng được đến ngày thi sư phụ thức dậy rất sớm tích thân nấu cho họ bữa ăn sáng sư phụ không nói gì dài dòng chỉ nói cứ làm hết sức mình Nàng không có bất cứ chờ mong nào cho nên rất thoải mái. Dọc đường đi chỉ cần cổ vũ cho các sư huynh sử tỷ, hy vọng mỗi người bọn họ đều thuận lợi vượt qua cửa ải, về sau trở thành yêu thị lợi hại nhất ở trong côn luân. Sư phụ mang theo mấy người bọn họ đạp mây đi, đến khi tử xa đã nhìn thấy một tòa sơn mạch tiên khí lượn lờ, mời đạp đầu mây rơi vào một trên một bãi cỏ trước bạn họ đã có không ít yêu quái đến tham gia của luân thí đội hình đều không khác nhau lắm một sư phụ chín đồ đệ nghe nói mỗi lần cô luân thí đều như vậy các bán tiên đưa thì giải rác khắp bốn phương mang theo chín đệ tử đã dốc lòng dạy dỗ mỗi người một đề phân thắng bạn dáng vẻ đơn giản mà lại thù bạo mà cứ hai trăm năm này mới xuất hiện một lần kẻ tụ tập chính là những yêu quái có bản lĩnh nhất cũng có tiến bộ nhất ở trong thiên hạ. Nàng cũng hơi bị kích động, không phải vì thi cử, mà là bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy nhiều yêu quái đa dạng như vậy. Trên bãi cỏ tím không thấy màu xanh của lá cây, cỏ mọc ra đều trong suốt, giống như điều khắc từ băng vậy, vừa lạnh lùng, lại vừa xinh đẹp. Đám yêu quái hoặc xì rào bản tán, hoặc nhắm mắt ngồi thiền, có người lại tỉ thí tại hiện trường chỉ riêng những chú pháp đú màu huyền ảo phát kia ra kia cũng đú dọa người rồi còn có dao long dài mấy chục thước và thanh thức khổng lồ chỉ một ánh mắt đã ngồi vững ở vị trí vương giả vừa nhìn là đã biết có thể thành tiên <laughs> sỏ với bản thân nàng <laughs> Ây à, vẫn là thi lẹ lẹ lên rồi đi về nhà ăn cơm thôi muốn biết hồi sau như thế nào mời các bạn theo dõi ở video tiếp theo ạ à. cảm ơn các bạn chúc các bạn cuối tuần vui vẻ